thức sáng, mình vô cùng thấy mình hay lên 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 lên. Mình thấy là bây giờ là lúc nó tối là mình sẽ không ngủ luôn, chả biết chuyện gì xảy ra. Hôm qua hiện 1 giờ trưa, chả có đi bác sĩ chích thuốc lờ luôn, nó không có tới nó giúp luôn, chả biết chuyện gì nữa. Đóng ngoài tường nó không phone vô luôn, không biết chuyện gì xảy ra. Bình thường nó tới sớm một chút thì nó phone liền trong nhà, hôm nay không phone luôn. Giờ mới phone á. Hello. Yeah, could you come in my apartment, happy hour? We need to drop off a couple of packets, the one same last week. Please, okay. Yeah, please carry to your car. I cannot do by myself, thank you. Nó vô bưng mấy cái thùng, mấy cái thùng đồ mà thuốc sạch chế nó nặng lắm, chỗ nó lạnh thế nó ngồi đó cái gì một cái hai chục tiếng của tôi biết tôi còn có tám tiếng. Chỉ được chập cô giờ của nó quy định, ngày nó quy định nó chập thì tôi đã hào hiệp quân tử với nó lắm rồi. Hầu hết họ chết mua nè, để 10 trăm hơn mấy cái xào đó. Mặc cái mô phê mát thì mình có ngoài được rồi. Bữa trước rồi tính dục cùng rác bây giờ lục để xài mở. Nổi trong xe à, đứng dây nè. Thì người dạo này nó phải chết hết rồi. Mấy ông người ăn kẻ làm thì người ta mà giao thiệt mà mình tốt quá, đúng không? Mình tốt quá là nó lầy, nó kêu bắt đầu mất dạy, nó ý rồi mấy nó tôi này ra gì hết trơn. Đứa nào đứa nấy nó ích kỷ, nó tính tốt, không tính sợ nó. Rồi phải có vấn đề mà kêu bằng lầm dữ. Tôi phải hung, phải dữ, bắt đầu cái từ gì nó mất được, thấy không? Nó ngồi ngoài xe đó. Vì sao cái bệnh tháo lạnh đẹp, tại vì cái xe nó cái xe nó dơ hôi hám, chó của nó hôi hám với lông mệt. Cái bệnh đầu xấu cái áo kia sao quạt một cái đi thay ngoài thì mình phát chưa muốn mấy ngày giật tôi đợi cái máy nhiễu bị á.
có khi kỹ nó cũng không vô kỳ vậy, ta nói đâu rồi thì lại nó nổi cái bộ vậy. Hello, hello. Yes, sir, yes, sir. Bấm cái cốt của nó là mình bấm là cái cốt trên con. Nó vô. 10:08 phút buổi sáng giờ Hoa Kỳ. Hôm nay nhân viên nhà nước tới thực hiện đi chợ giúp xe nó bị trễ hơn 8 phút. Nó tới chợ là nó đổ ngoài đường. 10:08 phút là khi mới đóng cửa chính ở cái chung cư. Rồi từ cái cửa chính đi bộ dắt cho mình lội vô đây. Mất mấy phút nữa.
the one decide. Yeah. We, not a problem. For dust, you see, on the floor. This morning, I just about take it out, and I can't make it yet. You see? Right here. Little shoes right here for you. Yeah, please. I'll take out your trash. Yeah. I'm tired breathing. Yeah. Rousy. Feel rousy now. Just like that. One day okay, one day like that. So, rousy. Hold on. Hold on. Open the door. See, the damn cockroach right there. Hey. Get back to my room. Okay. All right. You have a nice day. Thank you. You laugh now. Yeah. Yep. If you're gone. You relax and you go sick and train. Yeah, thank you, sir. I got to lie down. I'm tired very much. Tired breathing. Yeah. Oh. Đủ rồi. Mai tự nhiên nó ấn lạnh mà. Chắc chung gió, chung mái mà sớm bước ra đó. Nó dậy á, lúc thì nó khỏe lắm. Nó muốn tiêu á. Không có hứng đó, nó chở cho đi lại bưu điện. Hai cái bưu điện UPS và USPS vô bỏ hai cái thùng trả lại đằng kia đằng nọ ba cái và đi về một cái máy sinh tố đó, nó tự nhiên mệt rồi đi về không đi nó đâu, nó không sao hết, nó chóng mặt tự nhiên nó dậy nó mệt mà có để mình ăn ít một phần nữa phải ăn vẫn vô. Mấy tuần nay nó không có được đâu quý vị, coi video tôi thê thảm lắm. Nằm ở đây mà thấy ông Chí Tài đó, người ta chết thấy buồn ha, thấy mình kiếp người cũng vậy đó. Thấy đó rồi mất đó, tôi ít có coi mấy cái của Việt Nam mà chương trình này kia lắm. Mà tại vì cái thằng Thúy Nga trên YouTube nó mội rợ, nó ép không? Nó cứ nhảy chùa, nhảy phi vô màn ảnh đó. Mấy lần đưa ngủ giữa đêm giật mình dậy cái giá cái mấy cái hài cũ á. Nó cứ lại nhảy lại, nó sùm trong nhà. Chứ tôi không có coi mấy cái đó mà tự nó nhảy vô máy trên màn ảnh của tôi kỳ cục á. Tôi lắc nó lại mà không được, lắc nó cũng nhảy vô mất dạy thì. Nó ép người ta view á. Nó ép chứ làm cái gì mà video mười mấy triệu view không phải. Nó ép nó làm ô tô làm sao á. Mà cứ nhảy vô mà ảnh máy tới không? Nó tự động nó chạy sáng đêm nó mất dạy thì tôi tắt quản nó được. Và nhiều khi tôi buồn buồn cái tôi cũng nằm coi thử có vụ gì. Thì tôi mới ngó kịch Chí Tài với Hoài Linh này kia sơ sơ. Chứ quý vị biết tôi mới coi, tôi mới thích coi. Hồi đó làm nhà này nè. Mấy chục thứ nó coi dục thùng rác không thèm coi lại quăng nó. Nó vậy đó. Tôi mệt tôi thở không nổi luôn, tại tôi nó vậy ra trời lạnh. Nó giống như mình nói đúng là mình cảm. Nhưng hôm nay ít ra nó giúp giùm cho mình đi chợ. Tôi mệt đuối tôi biểu thôi đưa lại chợ Á Châu. Cũng may cái chợ Á Châu với cái bưu điện kế bên có 7 phút rồi đó, nó có 7 phút mà. Người ta hay lắm, tụi nó giỏi lắm không? Trình độ nhanh quá cao, nói cái ta biết ta hiểu hết trơn à. Mấy đứa nó giỏi lắm. Nó nói tôi thông minh mà nó cũng giỏi thông minh, nó tên ăn rơ lắm. Đó giờ đi về, giờ nằm chùm mền, đi ra làm công chuyện. Dẹp cái nhà nó sẽ bố xí nè. Chứ đâu có để vậy được, bực mình lắm. Nó hụt hơi cái mặt mình xanh lè như con ma chết chứ mình phải cẩn thận á. Tăng sông mình không hẳn tăng sông cái gì nó mệt đó. Lẻ gói mấy cái chai này trả nữa, mà hai cái nữa là trưởng cái vậy. Thấy có cái trên YouTube.